Sáng nay, phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã bị đề nghị xử phạt 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với bị cáo Tuấn, 4 bị cáo nguyên là cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng, Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế, đã bị đề nghị các mức án từ 24-42 tháng tù. 3 bị cáo thuộc công ty Hoàng Nga bị đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù. Bị cáo Phan Tuấn Đạt, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kim Hòa Phát, từ 24-30 tháng tù treo. 3 bị cáo thuộc công ty Định Giá AIC bị đề nghị từ 24-36 tháng tù. Bảng luận tội xác định bị cáo Tuấn đã đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát gửi vật tư vào Bệnh viện Tim Hà Nội theo hình thức dùng trước trả tiền sau. Để hợp thức việc trả tiền, bị cáo Tuấn và các bị cáo cấp dưới đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm 2016-2017, gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư đã tham gia phần tranh luận, đưa ra những luận điểm, luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo. Một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn phường 4, thành phố Sóc Trăng vừa bị lực lượng công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang. Lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải do tài xế Phan Khánh Duy điều khiển. Trên xe ô tô chứa gần 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, gồm 1.980 bao thuốc lá nhãn hiệu Z, 1.300 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott và 700 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Bước đầu làm việc, người điều khiển phương tiện trên khai nhận chở thuê số thuốc lá từ Long An về giao tại thành phố Sóc Trăng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn lợn chết đi tiêu thụ. Tại đường quốc lộ 2A thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra phát hiện xe ô tô tải do Đỗ Quốc Phong, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch điều khiển, vận chuyển khoảng 1 tấn lợn đã chết. Tất cả số lợn trên đều có màu tím tái, xuất huyết trên da, bốc mùi hôi thối. Tại cơ quan công an, Đỗ Quốc Phong khai nhận vận chuyển số hàng trên từ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch đến thành phố Vĩnh Yên để tiêu thụ kiếm lời. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhiều đối tượng đã mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhà cung ứng dịch vụ mạng viễn thông gọi điện cho người sử dụng dịch vụ viễn thông di động, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì lẽ đó, người sử dụng điện thoại cần cảnh giác với chiêu trò này. Cũng như nhiều người, bà Nguyễn Thị Huyền ở phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam không khỏi bức xúc về tình trạng cuộc gọi tin nhắn rác hoành hành với tần suất ngày càng dày đặc. Nhất là thời gian gần đây, nhiều cuộc gọi lạ chủ yếu liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nó bảo 2 tiếng nữa chị sẽ bị khóa cái số SIM này. Thủ đoạn của các đối tượng là tự nhận mình bên nhà mạng, gọi điện để cảnh báo nạn nhân về việc khóa SIM không chính chủ. Nếu nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân, chúng sẽ tiếp tục đe dọa nạn nhân và nói thuê bao của nạn nhân sẽ bị khóa trong vài ngày tới. Lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ và không cập nhật kiến thức mới của người dân, nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện theo các bước mà chúng hướng dẫn. Đây hoàn toàn là những hành vi lừa đảo, lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân để các đối tượng thu thập thông tin cá nhân của các thuê bao, sử dụng vào các mục đích xấu khác. Không biết đâu tin tưởng cả nên tôi cứ lên tại cửa hàng đây là tôi đăng ký. Là chỉ có tin nhắn còn của nhãn của Vinaphone và của tổng đài Vinaphone bằng những cái đầu số 0888 001091 và đầu số 0911 001091. Là những cái đầu số đấy của chính nhà mạng Vinaphone mời khách hàng đến điểm giao dịch của Vinaphone cập nhật thông tin thuê bao và tổng đài phối hợp với tổng đài Vinaphone để có những hướng dẫn cập nhật lại thông tin thuê bao. Theo các nhà mạng, việc khóa liên lạc một chiều, hai chiều đều có lộ trình và thông báo, không có chuyện bị khóa ngay lập tức như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao. Để nhận được sự hỗ trợ, khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ. Cùng với đó, để tránh rủi ro, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi kỹ các cách chuẩn hóa thông tin chính thức từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không tự ý truy cập các đường link lạ qua tin nhắn,
và đặc biệt lưu ý quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, ba đối tượng gồm Lương Phường, Hồ Tâm Pôn và Lương Công Hưng, trú tại tỉnh Quảng Nam, vừa bị công an thành phố Tam Kỳ bắt giữ. Nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản gồm lõi dây đồng, bành điện thành phẩm trị giá khoảng 40 triệu đồng tại điểm thu mua phế liệu ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, lực lượng công an thành phố Tam Kỳ đã vào cuộc điều tra. Ba đối tượng gây án đã bị tóm gọn. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận thường xuyên sử dụng xe ô tô đi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và một số địa phương lân cận. Các đối tượng rất manh động, có nhiều thủ đoạn và đã có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn tại Bình Định, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Văn Cương, trú thành phố Quy Nhơn, cùng 42 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2021, Võ Văn Cương cùng đồng phạm đã nhận nhiều tài khoản siêu tổng đại lý, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý, giao cho các đối tượng sử dụng đường link bóng88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền trên 20 triệu đồng. Chỉ riêng Võ Văn Cương đã tổ chức cá độ với tổng số tiền là 121,3 tỷ đồng. 12 đối tượng còn lại tổ chức cá độ với số tiền từ hơn 500 triệu đồng đến 67,6 tỷ đồng. 30 đối tượng đã sử dụng mạng Internet trực tiếp tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trong đó, riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Lân cá độ với tổng số tiền là gần 15 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 43 bị cáo, tổng cộng hơn 130 năm tù, thấp nhất là 6 tháng tù và cao nhất là 6 năm 9 tháng tù. Ngày 18 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội là do thiếu tiền tiêu xài và để trả nợ nên đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội để đi cướp ngân hàng. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 4, Phát điều khiển xe mô tô biển số 53V80367 đến dừng tại hẻm nhà dân cạnh phòng giao dịch Sacombank chi nhánh Bầu Bàng và đi bộ vào ngân hàng giả vờ làm khách hàng vừa giao dịch. Khi gần hết giờ giao dịch, quan sát thấy trong quầy giao dịch vắng người, Phát bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người bắn chỉ thiên lên trần nhà và đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào túi xách của đối tượng. Khi cầm ba lô tiền, Phát chạy ra hướng cửa chính thì nhân viên bảo vệ đóng cửa cuốn chặn đường và khống chế Phát rồi trình báo và bàn giao cho công an. Lực lượng bảo vệ của ngân hàng á thì ngân hàng khi tuyển vô á là ưu tiên bộ đội xuất ngũ hoặc là những cái anh chị mà đã từng những anh mà đã từng làm bảo vệ ở những cái công ty khác có đầy đủ nghiệp vụ quy trình. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng gửi những anh bảo vệ này đi tập huấn ở Sacombank hội sở ngân hàng. Bên cạnh đó thì cũng gửi về cho lực lượng công an của tỉnh mình để hỗ trợ đào tạo thêm. Nên là trong quá trình xảy ra thì mấy anh cũng không có quá bỡ ngỡ với cái chuyện cướp tại địa sự tại hiện trường. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một khẩu súng, 6 viên đạn và số tiền hơn 800 triệu đồng mà Phát vừa cướp được. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, nên Nguyễn Tấn Phát đã đặt mua một khẩu súng cùng 20 viên đạn qua mạng xã hội với giá 5 triệu đồng. Sau đó Phát đã nhiều lần đến ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng, giả làm khách giao dịch để điều nghiên trước khi ra tay. Đối tượng đã xác định là cướp ngân hàng, thì do đó là đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện rất là bài bản, có cái dự mưu từ trước. Trên tinh thần thì cái nguyên nhân của cái việc này cũng do một phần là cái đối tượng là đang nợ tiền là vay qua app là bị là dí nợ cho nên là đối tượng thực hiện cái hành vi đến cùng. Trước đó trên địa bàn huyện Bầu Bàng cũng đã xảy ra hai vụ các đối tượng sử dụng súng để cướp ngân hàng. Tuy nhiên cả ba vụ, lực lượng chức năng đã phối hợp tốt với quần chúng nhân dân, không chế bắt giữ ngay được các đối tượng. Để có được kết quả đó, công an huyện Bầu Bàng đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm cũng như cách xử lý ứng phó với các tình huống đối tượng cướp ngân hàng. Trưa ngày 18 tháng 4, đội 3 đội cảnh sát đặc nhiệm hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Tô Trọng Hoàng Phương, 42 tuổi, ngụ tại quận 3, tạm trú tại huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, chiều ngày 16 tháng 4, khi cụ bà đứng trước nhà để dọn dẹp cây cảnh, bất ngờ một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy không rõ biển số, áp sát rồi ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ bà, rồi chạy thoát về hướng đường Cao Lỗ. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận 8 điều tra truy xét. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 18 tháng 4, các trinh sát đã phát hiện bắt tên Phương trên đường Nguyễn Văn Linh tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại trụ sở công an, Tôn Trọng Quang Phương khai nhận đã gây ra vụ cướp trên. Qua xác minh, Tôn Trọng Quang Phương là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội cướp giật tài sản.